Mới đây, mạng xã hội lan truyền bài viết về một bảng thống kê các khoản thu chi đầu năm của một lớp học thuộc trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đáng chú ý, dù mới vào đầu năm học, nhưng số tiền quỹ 70 triệu đồng được phụ huynh đóng góp đã chi gần hết. Trước thông tin vụ việc, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát đã lên tiếng giải thích. Theo nội dung được đăng tải, một vị phụ huynh đã gửi bảng thống kê thu chi đầu năm học mới vào nhóm chung của lớp. Bảng thu chi thể hiện lớp có 47 học sinh đóng quỹ, trong đó có một bạn đóng 1 triệu đồng và số tiền tổng thu là 70 triệu đồng. Tính đến ngày mùng 2 tháng 10, quỹ lớp đã chi hết gần 66 triệu đồng, bao gồm nhiều khoản khác nhau và được liệt kê đầy đủ. Bà Nguyễn Thị Hoài Bắc, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Huỳnh Tấn Phát, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh xác nhận vụ việc và cho biết, bảng thu chi nói trên là của lớp 6A5. Sau cuộc họp phụ huynh vào ngày 14 tháng 9 đến ngày 15 tháng 9, ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A5 đã đề xuất nhà trường cho phép gắn hai máy lạnh thương hiệu Daikin, sơn lại lớp học, vệ sinh trang thiết bị và sàn lớp học, gắn máy chiếu và trang bị kệ dép cho lớp. Cho đến trước ngày 3 tháng 10, bảng đề xuất đó chưa được nhà trường phê duyệt. Tuy nhiên, ban đại diện vẫn cho lắp máy lạnh và máy chiếu trước vì lo ngại các con bị nóng trong quá trình học tập. Đến sáng ngày 3 tháng 10, hiệu trưởng nhà trường mới ký duyệt bản đề xuất của phụ huynh lớp 6A5. Về khoản tiền 5 triệu đồng đưa cho giáo viên chủ nhiệm, hiệu trưởng cho biết giáo viên chủ nhiệm lớp 6A5 cầm số tiền này để mua vật dụng, trang trí bản tin lớp, sắm micro và mua khăn trải bàn. Đến hiện tại mới tiêu hết hơn 1 triệu đồng. Phía nhà trường sau đó đã họp, tổ chức với ban đại diện cha mẹ học sinh lớp 6A5 và toàn thể phụ huynh của lớp để giải thích. Nhà trường sẽ đề nghị hoàn trả cho phụ huynh của lớp những khoản chi không thiết thực. Giáo viên chủ nhiệm cũng sẽ phải hoàn trả lại cho ban đại diện cha mẹ học sinh số tiền cô đang cầm. Một vụ cháy nghiêm trọng xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật ở Lạng Sơn vào sáng nay mùng 4 tháng 10, khiến khoảng 3.000 xe đạp, xe máy điện bị thiêu rụi. Hiện lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Vụ cháy xảy ra vào khoảng 7 giờ hôm nay mùng 4 tháng 10 tại xưởng lắp ráp xe điện của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên xe điện DK Việt Nhật thuộc thôn Quán Hồ, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. Vào thời điểm trên, nhiều công nhân phát hiện khói bốc lên từ bên trong xưởng và lập tức báo cáo cho cơ quan chức năng, đồng thời tiến hành sơ tán đến khu vực an toàn. Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Lạng Sơn đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra tình hình, khống chế đám cháy và huy động phương tiện, nhân lực tham gia dập lửa. Đến khoảng hơn 10 giờ, ngọn lửa đã được khống chế hoàn toàn. Rất may vụ cháy không gây ra thiệt hại về người. Tuy nhiên, toàn bộ máy móc và tài sản trong xưởng đã bị thiêu rụi. Các bác sĩ của Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ vừa phối hợp với chuyên gia của Bệnh viện Nhi Trung ương phẫu thuật thoát vị hoành kèm theo dị tật phổi biệt lập cho bé gái 9 tháng tuổi. Được biết, phổi biệt lập là một rối loạn phát triển thời kỳ bào thai dẫn đến hình thành một khối kén mô phổi không có chức năng. Khối này được nuôi dưỡng bởi một động mạch bất thường. Bé gái 9 tháng tuổi này được gia đình đưa đến Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ khám vì viêm phổi tái phát nhiều lần. Qua thăm khám, trẻ được các bác sĩ chẩn đoán có tình trạng thoát vị hoành bên trái. Các bác sĩ của bệnh viện sau đó đã liên hệ hội chẩn với các chuyên gia khoa phẫu thuật lồng ngực, Trung tâm Ngoại tổng hợp Bệnh viện Nhi Trung ương. Trẻ được chỉ định phẫu thuật nội soi lồng ngực điều trị thoát vị hoành. Ca phẫu thuật được trực tiếp thực hiện bởi các bác sĩ của Bệnh viện Nhi Trung ương. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ phát hiện ngoài tình trạng thoát vị hoành trái, ở lỗ sau bên có màng bọc, trẻ còn có dị tật phổi biệt lập trái, kích thước 3 x 3,5 cm. Các bác sĩ sau đó đã cắt bỏ dị tật phổi biệt lập, khâu tạo hình cơ hoành trái qua phẫu thuật nội soi. Báo cáo thoát hoành ở trẻ em là cái bệnh lý rất là phức tạp và nặng nề, đặc biệt với các cháu ở cái tuổi xảy ra tuổi sơ sinh vì do cái khuyết tật bẩm sinh qua cái lỗ sau bên thì làm cho các tạng trong bụng nó chui lên cái lồng ngực và đè ép cái lồng ngực, đặc biệt là phổi, và hậu quả nó là gây cái thiểu sản, cái không phát triển được phổi và cái nguy cơ của tử vong sớm ở giai đoạn sơ sinh là một cấp cứu thường gặp trong nhi khoa. Nhưng tuy nhiên ở cái bé này thì cái phổi của nó kèm theo là có tình trạng gọi là cái phổi biệt lập, là một cái dị tật bẩm sinh của phổi. Mà trong đó một cái cấu trúc phổi bất thường nó được tồn tại trong lồng ngực. Và cái tình trạng thoát hoành của bé là tình trạng thoát hoành có màng bọc qua lỗ sau bên. Và chúng tôi đã phẫu thuật nội soi, thứ nhất cắt bỏ cái thủy phổi biệt lập để tránh tình trạng nhiễm trùng cho bé sau này, cái hai là khâu phục hồi cái cơ hoành, tạo cái cơ hoành căng đều như cái cấu trúc gần giống với
bình thường để đảm bảo chức năng hô hấp cho bé. Đánh giá về khả năng triển khai kỹ thuật phẫu thuật các dị tật bẩm sinh tại các bệnh viện tuyến tỉnh nói chung và Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Phú Thọ nói riêng, bác sĩ Tuân cho rằng điều này là hoàn toàn có thể bởi hiện nay nhiều bệnh viện tuyến tỉnh có điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại, đồng thời có đội ngũ bác sĩ gây mê, bác sĩ phẫu thuật được đào tạo bài bản, có trình độ chuyên môn tốt. Thêm vào đó, các ca phẫu thuật đều có sự hỗ trợ chuyên môn của các chuyên gia đầu ngành tại Bệnh viện Nhi Trung ương nên việc triển khai kỹ thuật này là rất khả quan. Việc làm này cũng giúp người bệnh được thụ hưởng các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương mà không cần di chuyển xa, từ đó giúp tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả điều trị. Việt Nam là một trong những quốc gia dễ bị tổn thương nhất trên thế giới trước biến đổi khí hậu và phải thường xuyên đối mặt với nhiều rủi ro từ các loại hình thiên tai với tần suất và cường độ ngày càng tăng do biến đổi khí hậu. Đồng thời, nước ta cũng là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đáng chú ý, theo các chuyên gia, người cao tuổi có xu hướng bị ảnh hưởng nghiêm trọng hơn so với các đối tượng khác khi phải đối mặt với thiên tai, thời tiết cực đoan và tác động của biến đổi khí hậu. Trong buổi tọa đàm, thúc đẩy cách tiếp cận liên thế hệ trong thích ứng với biến đổi khí hậu và già hóa dân số nhanh ở Việt Nam, các chuyên gia cho biết ước tính biến đổi khí hậu sẽ khiến Việt Nam thiệt hại khoảng 12% đến 14,5% GDP mỗi năm. Cùng với đó, Việt Nam có thể đạt cơ cấu dân số già sớm hơn so với dự báo. Vì thế, việc tiếp cận liên thế hệ được khuyến khích. Cái việc mà tiếp cận liên thế hệ, tức là ở đây muốn nói là sự tham gia của các cái bên liên quan, đặc biệt là những người chịu ảnh hưởng của biến đổi khí hậu trực tiếp. Ví dụ người già là một cái nhóm mà dễ bị tổn thương bởi biến đổi khí hậu, bởi vì trong điều kiện mà biến đổi khí hậu xảy ra, ví dụ hạn hán cực đoan hay là mưa cực đoan ngập lụt, thì rõ ràng là cái việc mà di chuyển của người già nó khó khăn hơn đối với người trẻ. Cái thứ hai nữa là họ cũng có cái vấn đề cái sức mà ví dụ đề kháng hay là những cái khả năng của sức khỏe, tức là đặc biệt những người cao tuổi mà có bệnh nền như bệnh tim mạch hay là bệnh khớp, xương khớp, thì rõ ràng là nó sẽ rất nhạy cảm đối với tác động của biến đổi khí hậu. Chính vì thế rõ ràng là cần có những cái chính sách, có những ưu tiên đối với nhóm người là những người cao tuổi, để từ đấy một phần là xem họ là những cái đối tượng cần được ưu tiên trong giảm thiểu những cái tác động. Bên cạnh đó cũng cần phải xem họ là những người có thể đóng góp vào, tham gia vào trong cái quá trình mà thích ứng với biến đổi khí hậu. Đây là một vấn đề mà không chỉ có Việt Nam chúng ta đang gặp phải, mà đó là vấn đề của rất là nhiều các cái quốc gia khác ở trên thế giới cũng đang tìm cách tìm những cái giải pháp phù hợp nhất để có thể thích ứng với cả biến đổi khí hậu và cả già hóa dân số. Và Việt Nam chúng ta thì là một trong những cái quốc gia và đều là ở trong các cái top đầu của cả hai vấn đề này. Do vậy cho nên là chúng ta không thể chỉ xem xét hoặc là phân tích hoặc là đưa ra giải pháp chỉ cho một vấn đề và không tính đến cái vấn đề kia, và cũng là ngược lại. Do vậy cho nên là hôm nay thì tổ chức hỗ trợ người cao tuổi quốc tế của chúng tôi đã phối hợp với Quỹ dân số Liên Hợp Quốc tổ chức cái tọa đàm này, làm những cái mục đích thứ nhất là để nêu lên những nhận thức của toàn xã hội về cái tầm quan trọng của cái việc là nâng cao cái nhận thức về biến đổi khí hậu và già hóa dân số, nó tác động như thế nào đến người trẻ, tác động như thế nào đến người cao tuổi, và các thế hệ có thể làm gì cùng với nhau để có thể cùng góp phần giải quyết và ứng phó thích ứng với cả hai vấn đề này. Phương pháp tiếp cận liên thế hệ có thể giúp tăng cường sự thấu hiểu, tôn trọng, hợp tác và hỗ trợ lẫn nhau, phát huy thế mạnh riêng và bù đắp các điểm hạn chế của mỗi thế hệ, từ đó tạo ra sức mạnh đoàn kết, sức mạnh cộng đồng. Việc thúc đẩy cách tiếp cận này trong giảm nhẹ và thích ứng với biến đổi khí hậu, khuyến khích sự tham gia của cả người trẻ và người cao tuổi trong các quyết định liên quan đến biến đổi khí hậu, từ đó nâng cao khả năng chống chịu và thích ứng của cộng đồng.